Cảnh báo, có 4 dấu hiệu này khi đi vệ sinh phải đi bệnh viện ngay, kẻo ung thư gan kéo đến, chết không kịp cứu. Kính chào quý cô bác đã đến với kênh Yêu Sức Khỏe. Cô bác thân mến, ung thư gan được mệnh danh là vua của các bệnh ung thư với tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay, với khả năng tàng hình nên rất khó nhận biết. Khi phát hiện thì cũng đã muộn nên rất khó để có biện pháp cứu chữa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người mắc ung thư gan và họ ra đi rất nhanh. Nhưng có một cách phát hiện ung thư gan sớm mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý cô bác. Nếu có 4 dấu hiệu sau khi đi vệ sinh, cần phải đi bệnh viện gấp để tầm soát ung thư gan ngay. Đó là những dấu hiệu nào khi đi vệ sinh? Mời cô bác cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. 1. Nước tiểu vàng đậm. Nước tiểu vàng đậm có thể do chúng ta nhịn tiểu lâu hoặc ăn, uống, đồ có thể cho màu nước đậm. Tuy nhiên, nếu như thường xuyên có nước tiểu màu đậm thì đây là biểu hiện đầu tiên cho thấy tình trạng gan của bạn đang không ổn chút nào. Người mắc bệnh gan thường có nồng độ bilirubin trong máu rất cao. Khi lượng bilirubin này bài tiết qua đường nước tiểu có thể gây đổi màu. Theo thời gian, nước tiểu có màu vàng càng đậm thì chứng tỏ tình trạng gan bị tổn thương càng cao. Lúc này, cần tiến hành kiểm tra chức năng gan càng sớm càng tốt, tránh trường hợp gan đã ung thư thì đã quá muộn. 2. Phân đen. Nhiều bệnh nhân viêm gan, xơ gan cũng thường có biểu hiện đi ngoài ra phân đen. Gan là nơi diễn ra quá trình chuyển hóa và phân hủy sắt trong cơ thể. Nếu mô gan bị tổn thương thì khả năng phân hủy của gan rất dễ suy yếu, từ đó dẫn đến hàm lượng sắt trong cơ thể tăng lên. Đồng thời, nếu bạn có các biểu hiện như nổi quầng thâm mắt, da sạm màu trầm trọng thì nên gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để kiểm tra chức năng gan. 3. Mùi nước tiểu tanh nồng. Nếu bạn thường ngửi thấy mùi hôi tanh sau khi đi tiểu thì đó có thể là dấu hiệu của sự khởi phát về bệnh gan. Quá trình phân hủy nitơ ure và khí amoniac qua gan sẽ khiến hàm lượng amoniac trong máu tăng lên. Một phần amoniac trong máu được đào thải ra ngoài theo đường nước tiểu cũng sẽ gây ra mùi nước tiểu tanh nồng. Nhiều người gọi tình trạng này là mùi hôi gan. Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm gan và xơ gan. 4. Tiêu chảy, phân lỏng. Sau khi gặp phải tình trạng này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các vấn đề về đường tiêu hóa. Nhưng nếu uống thuốc mà vẫn không đỡ, thì bạn phải nghĩ ngay rằng gan đã có vấn đề. Mật tiêu hóa thức ăn và gan làm nhiệm vụ phân hủy. Nhưng nếu gan bị tổn thương nghiêm trọng, thì mật sẽ tiết ra ít hơn, từ đó khiến cơ thể không cung cấp đủ thức ăn cho ruột để tiêu hóa, dễ gây tiêu chảy, phân không đều. Ngoài 4 dấu hiệu điển hình trên, cô bác có thể quan sát bên ngoài cơ thể để nhận biết những dấu hiệu bất thường sau. 1. Da chuyển sang vàng. Gan là cơ quan chuyển hóa bilirubin. Bilirubin có màu vàng cam, do đó khi gan bị tổn thương sẽ xuất hiện màu vàng đặc trưng của bệnh vàng da ở da, mắt. Khi gặp tình trạng tăng bilirubin trong máu, bệnh nhân có thể có nhiều biểu hiện như sự chuyển màu vàng ở da và niêm mạc, nước tiểu và màu phân bất thường. Sự xuất hiện của nước tiểu sẫm màu phản ánh sự xuất hiện của gia tăng bilirubin trong máu chính xác hơn so với thời điểm khởi phát vàng da. Đứng trên góc độ lâm sàng, đây là một biểu hiện đặc trưng của các bệnh lý về gan mật. Dù là viêm gan virus, xơ gan hay ung thư gan thì vàng da đều có thể xảy ra ở các giai đoạn khác nhau của bệnh. 2. Lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ. Bàn tay son là một triệu chứng điển hình của bệnh gan mãn tính như xơ gan và ung thư gan. Da ở các vùng đầu ngón tay và gần bàn tay của bệnh nhân sẽ có màu đỏ, nhưng lòng bàn tay lại màu trắng. Điều này khiến cho sự tương phản càng rõ rệt nên rất dễ để nhận biết. Khi ta dùng lực ấn thử xuống vùng này, chúng sẽ chuyển sang màu trắng và không gây đau đớn, sau đó lập tức trở về màu đỏ khi buông tay ra. Bình thường, lòng bàn tay của một người có màu đồng nhất, nhưng đối với những bệnh nhân bị bệnh gan thì lại khác. Tuyến thượng thận, buồng trứng và các cơ quan khác của cơ thể con người liên tục sản xuất estrogen mỗi ngày. Sau khi gan bị bệnh, chức năng bất hoạt của estrogen sẽ có những mức độ trở ngại khác nhau. Estrogen dần tích tụ trong cơ thể, nó có thể kích thích các mạch máu, gây giãn nở và cuối cùng hình thành tĩnh mạch mạng nhện và lòng bàn tay nổi đỏ. Nếu bàn tay đột nhiên có dấu hiệu bất thường ở trên, rất có thể gan của bạn đã bị bệnh. Tuy nhiên, để chắc chắn, bạn vẫn cần đến bác sĩ để tiến hành kiểm tra toàn diện, bao gồm sàng lọc chức năng gan, sinh thiết bệnh lý và các khía cạnh khác. 3. Mặt đen sạm.
Như đã đề cập ở trên, gan đóng vai trò trong nhiều khía cạnh. Nó cũng đảm nhận vai trò cân bằng nội tiết. Khi chức năng gan suy giảm sẽ làm mất cân bằng nội tiết. Xơ gan và ung thư gan có thể phát triển đến một giai đoạn nhất định, kèm theo rối loạn chức năng vỏ thượng thận. Khi gan bị tổn thương, gây ra sự chuyển hóa bất thường của melanin. Một lượng lớn sắc tố melanin được sản xuất trong cơ thể bệnh nhân và bắt đầu tích tụ trên da mặt dưới sự kích thích của estrogen. Kết quả là bệnh nhân có nhiều triệu chứng như da sẫm màu, môi và niêm mạc sẫm màu, quầng thâm dưới mắt. Chuyện đi vệ sinh là thường tình, nhưng có những thói quen rất có hại cho sức khỏe nếu bạn bắt đầu từ việc đi vệ sinh không đúng cách. Chính vì vậy, bạn hãy loại bỏ ngay những thói quen khi đi vệ sinh như dưới đây nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe. 1. Đi vệ sinh quá 5 phút nên khám bác sĩ. Theo kiến nghị của bác sĩ chuyên khoa, những người có độ tuổi thanh niên thường xuyên đi đại tiện quá 5 phút có khả năng cao mắc phải chứng bệnh về hậu môn, thực tràng, đặc biệt là căn bệnh u nhú hậu môn. U nhú hậu môn hình thành do sự ảnh hưởng của chứng viêm mãn tính, khiến u nhú trở nên phì đại và cứng nhắc. Căn bệnh này có những biểu hiện lâm sàng dễ nhận thấy như phân bài tiết không hết, phân còn ứ động trong ruột già, hậu môn khó chịu, ngứa, sưng đau, đại tiện ra máu. Do có những triệu chứng gần giống với bệnh trĩ, xa hậu môn nên người thường dễ nhầm lẫn hoặc tự ý dùng nhầm thuốc. Bởi vậy, nếu cảm thấy gặp khó khăn trong quá trình đại tiện quá lâu, người bệnh cần thăm khám và kiểm tra cẩn thận tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. 2. Tiểu tiện sau khi đã nhịn lâu. Nhịn quá lâu rồi đột ngột tiểu tiện dễ khiến cho thần kinh quá hưng phấn. Nước tiểu trong bàng quang trong nháy mắt bị thải ra hết, khiến cho huyết áp giảm xuống, nhịp tim chậm lại, dễ gây ra hiện tượng choáng váng. Ngoài ra, nhà vệ sinh là nơi bạn ra vào hàng ngày. Vì vậy, bạn cũng cần lưu ý môi trường trong nhà vệ sinh để đảm bảo sức khỏe tốt hơn. Nhiều người thích xịt nước thơm trong toilet để tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp chất hữu cơ trong dung dịch này nếu tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến ung thư. Vì vậy, nếu muốn khử mùi toilet, bạn có thể chọn những nguyên liệu tự nhiên như đặt vào lát chanh, vỏ cam, vỏ bưởi trên bồn chứa nước của bồn cầu, hoặc có thể thắp chút tinh dầu thiên nhiên nơi thấp nhất trong toilet để đạt mục đích khử mùi. 3. Đi đại tiện không nên dùng quá nhiều sức. Việc dùng sức quá mạnh để rặn khi đi đại tiện sẽ có thể dẫn tới tình trạng nứt hậu môn, đặc biệt là với những người mắc bệnh táo bón. Ngoài ra, việc dùng quá sức khi đi đại tiện còn làm tăng nguy cơ đột tử. Nguyên nhân là bởi cơ ở thành bụng và cơ hoành co thắt dữ dội, khiến cho áp lực ở bụng tăng cao, huyết áp dồn lên não, cơ tim tiêu hao nhiều oxy, gây ra đau tim, nghẽn tim hoặc nghiêm trọng hơn là mất nhịp tim và đột tử. 4. Không ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh. Thói quen ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu khiến cho cơ thể và thần kinh phải chịu những áp lực nhất định. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng mệt mỏi và tê chân. Hơn nữa, nhà vệ sinh là nơi có không gian kín, ẩm ướt, bí bức. Ngồi quá lâu trong một không gian như vậy có thể dẫn tới hiện tượng thiếu oxy máu, khó thở hoặc ngất xỉu. Bởi vậy, người cao tuổi hoặc các đối tượng có tiền sử về bệnh tim mạch, mạch máu não tốt nhất không nên sử dụng bệ xí bệt, càng không nên sử dụng điện thoại hoặc đọc sách báo trong nhà vệ sinh. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận, ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại!